thời gian uống nước trong ngày giúp giảm cân hiệu quả. 1. Trước bữa ăn. Uống nước trước bữa ăn có thể giúp bạn kiểm soát khẩu phần ăn tốt hơn và giảm lượng calo tiêu thụ trong bữa ăn. 2. Sau bữa ăn. Sau khi kết thúc bữa ăn, uống nhiều nước hơn có thể làm tăng cảm giác no, từ đó có thể giảm lượng thức ăn tiêu thụ, đó là một phương pháp hỗ trợ quá trình giảm cân. 3. Trước khi tập thể dục. Uống nước trước khi tập thể dục là chìa khóa để bạn đạt được hiệu suất tốt nhất và tránh trì hoãn tình trạng mất nước. Uống đủ nước trước khi tập luyện giúp duy trì mức hydrate hóa, cung cấp năng lượng cho cơ bắp và tăng khả năng chịu đựng của cơ thể. 4. Trong khi tập thể dục, bạn nên cố gắng uống thêm nước cứ sau 20 phút để giảm nguy cơ bị mất nước. Trong quá trình tập, nước giúp làm mát cơ bắp, giảm nguy cơ bị chấn thương và cải thiện hiệu suất vận động. 5. Trong suốt một ngày, việc thường xuyên uống nước trong cả ngày có thể giúp bạn giảm cảm giác thèm ăn vặt trong khi không ăn bữa chính.